À, xin chào các bạn, bây giờ chúng ta sẽ lần lượt coi từng cái đầu nòng nha. Đầu tiên chúng ta sẽ coi cái đầu nòng 50 trước. Okay. Đây là cái đầu lòng 50. À, tất cả hàng của mình đều là standard nha. Đây, 50. Cam cò bên trong là còn nguyên. À, cốt là cốt không nha, chưa sấy lòng. Đây các bạn thấy là 49 nè. À, cốt không nha các bạn. Rồi, lòng sạch sẽ, full Ascanda, cam cò xúc bát thì còn nguyên hết. Cam cò là bao em nha các bạn, không kêu luôn. Đó. Chúng ta mở cái lòng này ra coi. Hai tay đi rút rồi. Đây, đây là trái bít tông. Trái tông cốt không. Rồi. Đây, cái hiệu này các bít tông còn là đó, cốt không nữa. Rồi. Nguyên viên. Cái lòng bên trong tối quá. Rồi, một tay khó chạy, hai tay nữa. Rồi, gần đích của nó. Rồi. Rồi. Rồi, thấy cục 50 cái lỗ nó nhỏ nè. Rồi. Cục 90, lỗ bự nè. 70, lỗ bự nè. 90 nè. 70 nè. Rồi. Okay, cục này là 1,5 triệu nha.